Em Chi xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu vực đường cầu Cao Mét và giao lộ đường Lê Hùng Gấm. Em sẽ cập nhật một số tình hình về khu vực quận nhất, những khu chợ mà bán đồ vật tư, rồi về khu chợ dân sinh cho cô chú anh chị mình cập nhật thêm qua màn hình ống kính về thời điểm này vào những ngày cận Tết như thế này cho bà con cô chú mình tham quan. Buổi sáng 9:30 em cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn mình một buổi sáng thật là nhiều điều tốt lành. Thì hiện tại thì góc Lê Thị Hồng Gấm và Cao Mát thì những quán cà phê đẹp như thế này anh chị. Hiện nay thì số lượng khách hàng thì anh chị vẫn thấy là nó hơi bị trầm lặng đi rất là nhiều. Một số lượng quán cà phê như thế này thì nói chung là mặt bằng rất là cao anh chị. Thì cũng nhầm bữa, còn bữa đông thì cũng có, bữa vắng thì cũng có. Nhưng mà thời điểm những ngày cận Tết như thế này thì tình hình rất gọi là tình hình chung anh chị là hơi bị vắng rất là nhiều. Bên đây thì cà phê Highland thì lúc nào cũng có một số lượng khách hơn những quán cà phê khác anh chị. Mà mỗi cà phê Highland thì điểm nào cũng nằm cân góc và vị trí rất là đẹp luôn anh chị bà con. Trong khu vực quận nhất này anh chị vẫn thấy mọi mặt bằng kinh doanh nè, trên tuyến đường này về công ty chi nhánh văn phòng hoặc là những cái gọi là mua bán vật tư hay là đồ điện máy, rồi những cái tiệm nail spa rất là nhiều trên tuyến đường này anh chị. Hiện nay thì một số tình hình đóng cửa rất là nhiều ở các tuyến đường này. Nhiều khi các hộ kinh doanh gia đình nhà anh chị người ta cũng chưa gọi là có cửa sắt để mở cửa kinh doanh, tại vì thời điểm này nó hơi bị trầm lặng rất là nhiều. Anh chị vẫn thấy một mặt tiền kinh doanh như bên đây đồ điện nước này anh chị, rồi những đèn chuông treo nè, rồi những một gọi là treo đồ trang trí về là Tết nè, mà số lượng khách hàng thì không thấy đâu. Năm nay thì bà con mình mua bán kinh doanh thì nhất gọi là khó khăn trong thời điểm hiện nay, tại vì bà con ai cũng kinh doanh mua bán nó bị trầm lặng rất là nhiều anh chị. Mua bán thì không được, còn gọi là một cái trầm lặng nữa. Rồi cận Tết rồi, ai cũng muốn đổ tiền vào mà để kinh doanh rất là nhiều mặt hàng. Mà bây giờ thì kinh doanh mua bán như thế này, những bên đây những cái cửa bán thiết bị vệ sinh đây, gạch men ớt lát rồi đây anh chị. Giờ thời điểm này 9:30 cũng đóng cửa than cài, cũng chưa có thời gian mà gọi là mở cửa để kinh doanh. Như bên đây cũng vẫn thấy những bán bạc tre này kia đoạn vậy, số lượng khách hàng thì rất là vắng luôn, trầm lặng rất là nhiều trong thời điểm những ngày cận Tết như thế này. Những mặt tiền căn gốc này, quán cà phê, quán ăn, thực phẩm luôn. Anh chị vẫn thấy qua màn hình ống kính thì mọi mặt tiền kinh doanh thì khu qua đường này rất là sung túc anh chị. Nhất mấy năm trước thì anh chị vẫn thấy là kinh doanh rất là nhiều, tuyến đường chạy rất là nghẹt. Mà bây giờ thì rất là thoáng như thế này, rồi mọi mặt tiền kinh doanh mua bán này, đồ tâm linh, khách hàng thì không thấy đâu. Rồi mọi mặt tiền thì trưng hàng ra tới ngoài luôn, mà vẫn chưa thấy khách hàng gọi là có chiều hướng mua. Bên đây anh chị thấy một căn nhà lầu cái đang có chiều hướng đảng bán nhà thế này anh chị, và cho thuê nhà dán bảng cà bá như vậy, dàn những tấm bảng xen kẽ nhau rất là nhiều luôn. Cái bên thì những tiệm dạng như là bán đồ điện nước rồi nè, rồi những cái đồ mà chuyên về các ngành biển tàu luôn anh chị, cũng gọi là trầm lặng đi số lượng khách hàng hiện nay. Đã còn khoảng vào cỡ 7-8 ngày nữa Tết anh chị, mà số lượng khách hàng thì giờ rất là vắng luôn. Anh chị vẫn thấy đây là viện sản xuất spa nè, đang hiện là cho thuê nhà nguyên căn luôn, một căn nhà 4 lầu thế này anh chị. Tình hình căn nhà 4 lầu thì anh chị vẫn thấy là cái chiều hướng mà cho thuê nhà rất là cao, tại vì trung tâm quận nhất. Tính theo vị trí mà cái nhà cho thuê thì cái giá gọi là giá tính đô anh chị. Về kinh doanh, mọi mặt tiền kinh doanh của bà con mình hiện nay thì đồ tiền điện tử cũng chưa thấy khởi sắc nào ở cửa kinh doanh, chị vẫn thấy nha. Rồi bên đây thì bán những cái tiệm rượu rồi tiệm thức uống đâu nè, cũng không thấy bóng khách hàng luôn. Bên mặt tiền ống kính thì bây giờ nhìn vô điện nước rồi tiệm sơn đồ, rồi những cái tiệm xe lăn bánh này kia đồ, rồi để đánh bóng này kia đồ anh chị, giờ cũng chưa thấy gọi là có khách hàng luôn. Đây cũng để do thuê nhà nguyên căn anh chị. Xích tới hết bên thì tiệm thì của buôn bán về giàm cửa nhôm, cửa sắt, cửa kéo này kia rồi. Bóng khách hàng thì bây giờ thì trầm lặng luôn, không thấy gọi là bóng khách hàng. Năm nay thì ngành xây dựng bây giờ thì cũng bị hiu quạnh anh chị, tại vì mọi mặt kinh doanh bây giờ nó hơi bị khó khăn rất là nhiều luôn. Những máy móc, những máy tàu, những máy cơ khí, rồi những cái vật liệu xây dựng bây giờ thì bất động sản này cuốn theo rất là nhiều cái hệ lụy để kinh doanh mua bán. Bên đây cũng cho thuê nên chị cũng thấy đây, dán bản nhà cho thuê nhà 4 lầu như thế này, ngang 4m, dài 18m đây. Mà hiện nay thì tình hình thuê những mặt bằng căn gốc và những vị trí này rất là đắc địa luôn chị, mà mua bán cũng còn đưa thuê khách hàng, không có gọi là tình hình mà đông đúc đang ngạt.
về mọi mặt tiền kinh doanh, về các đồ cơ khí hay là đồ gọi như đồ trang bị về thiết bị xe, bây giờ cũng còn trầm lặng rất là nhiều anh chị. Bà con mình ai cũng gọi là mướn thầy mướn thợ về rất là nhiều, mà năm nay thì thầy thợ không thấy, chỉ có thấy người chủ ra bán thôi anh chị ha. Tại vì kinh doanh này bây giờ gồng lỗ bù lỗ rất là nhiều mọi mặt hàng luôn anh chị. Bà con mình ai cũng gọi là mua bán khó khăn, bù lỗ không, bây giờ nhân viên không thấy luôn, chỉ có gọi là chủ ngồi bán thôi, ông chủ ngồi đứng ra rồi giao đồ rồi bán đồ bán hàng thôi anh chị. Thì vẫn thấy một tiền kinh doanh đi thế này này, khách hàng thì không thấy, xe chạy thì lưa thưa như vậy, hỏi sao mà có đồng lời lợi nhuận mà để dân chạy những ngày Tết hay mặt bằng thuê mua bán như thế này, rồi cửa hàng mua bán phụ tùng xe máy dồn nhớt rồi đó, cũng còn trầm lặng đi rất là nhiều luôn anh chị. Vẫn thấy một tiền kinh doanh của bà con mình vào những ngày giáp Tết như thế này mà kinh doanh mua bán như thế này, làm sao mà có một cái lợi nhuận mà để trang trải cuộc sống, rồi gọi là một cái cho bà con mình đi mua đi tới đi lui, rồi những vị trí như thế này mà để mua cho bà con mình. Thời điểm này cũng đang cắt giảm chi tiêu rất là nhiều anh chị. Hiện tại thì một số tình hình bà con mình cắt giảm chi tiêu và cắt lương buộc bụng luôn, tại vì tình hình kinh tế mình đang có chiều hướng khó khăn rất là nhiều. Không biết qua năm 2024 mình có thấy có khởi sắc mua bán kinh doanh như thế nào, tại vì người ta không có gọi là đầu tư vào mà để thuê những mặt bằng kinh doanh mua bán thế này. Có nhiều hộ gia đình anh chị thấy chúng ta kinh doanh nè, bây giờ những cái ngày mà kinh doanh không được người ta cũng nghỉ luôn anh chị, nó đóng cửa tiệm luôn, người ta không muốn kinh doanh, biết là khó khăn trong thời điểm hiện nay. Mọi mặt bằng kinh doanh, mọi mặt tiền kinh doanh đều gọi là có chiều hướng mà đang gọi là biến động xuống anh chị, nó chậm đi rất là nhiều luôn. Đây cũng như là bên đoạn chợ này anh chị thấy đây, chợ cái khu re là khu chợ dân sinh giáp dòng khu vực này, anh chị thấy là mua bán điện nước như thế này, rồi những cái đồ mặt bằng rồi mướn rồi trả tiền như thế nào nữa. Khách hàng thì không thấy đâu. Hiện nay thì một số tình hình những cái lằn xe như thế này anh chị, để em chạy qua bên đây cho quý anh chị mình nhìn rõ hơn, là những cái lằn mà danh giới xe anh chị, vỉa hè đây thì em thấy mặt bằng kinh doanh mà như vậy nè, trống bỏng luôn, không có ai mà thuê luôn. Đây những cái lằn xe như thế này anh chị vẫn thấy ha. Hiện nay thì quận nhất thì đang có chiều hướng những cái lằn xe như thế này, và những chiều hướng kinh doanh của bà con đang khó khăn. Những lần này những vỉa hè anh chị ha, thì bây giờ thì quận nhất thì đóng một tháng thì 100.000, còn nói về quận 3 thì 80.000, quận 5 thì 50.000, quận Phú Nhuận thì 45.000, và quận 10, quận 11 thì 40.000, và các quận khác thì 25 đến 20.000 một mét vuông. Anh chị chiều hướng về kinh doanh của bà con trong chợ dân sinh đây, để em dạo một vòng chợ dân sinh gần đến cho cô chú anh chị mình xem cận cảnh hơn. Từ cái giải đồ điện gia dụng nè, anh chị vẫn thấy đây, một số đóng cửa và một số mua bán không được. Đây hình hình rồi những cái cần người hợp tác nè, anh chị thấy không, mua bán đây, cần người hợp tác này, các cô cũng nói là cần người hợp tác đây. Mọi mặt tiền kinh doanh thì anh chị vẫn thấy chợ dân sinh nè, đây khu vực mà mua bán sầm uất với các cái đồ mà dạng như là khách gia đình cũng có, dầu điện nước cũng có. Nói tình hình thì chợ nó hơi bị vắng, mọi người hơi bị vắng luôn anh chị. Mọi mặt kinh doanh của bà con chị vẫn thấy đây, từ trên xuống dưới khu vực chợ dân sinh nè, anh chị vẫn thấy lên đầu chợ dân sinh đây nè. Mà tình hình bà con bên trong thì rất là thưa, rất là vắng luôn, mọi mặt kinh doanh thì đóng sạp rất là nhiều bên trong luôn anh chị. Thì bên trong thì không cho vào quay, em cũng không vào được, nhưng mà em nhìn thấy một tình hình như vậy thì cũng xót xa cho bà con mình hiện nay trong về kinh tế mua bán kinh doanh của bà con mình. Đi em di chuyển về phía trên cho cô chú anh chị mình cập nhật thêm qua màn hình thông tin về các bên ngoài sắm xen kẽ những đồ nội gia đình và những vật dụng điện máy luôn ha. Đây anh chị thấy trên cái đoạn đường này giao lộ với đường Nguyễn Thái Bình với xin đây. Bên cái xin này kinh doanh mua bán anh chị thấy là đồ điện máy đây rất là nhiều luôn. Gặp tình hình hiện nay thì kẻ những cái vỉa hè mà để đóng phí nữa anh chị, bây giờ thì đã kẻ sẵn những đường vỉa hè như thế rồi.
kinh doanh thì không được, làm ăn thì cũng khó khăn nhiều mặt. Bây giờ bên đây thì cũng đang gọi là cho bán nhà, thuê nhà và bao bán luôn anh chị. Những căn nhà quận nhất vị trí đắc địa để kinh doanh, hiện nay thì kinh doanh không được, đành lòng bán những căn nhà trong quý như thế này. Những chiều hướng đang có sự đóng cửa như thế này anh chị, mua bán khó khăn rất là nhiều trong thời điểm ngày cận Tết như thế này, năm 2024. Anh chị thấy một cái tiệm về điện nước đèn đuốc luôn nè, chuyên đồ trang trí luôn, mà tình hình hiện nay là trầm lặng như vậy. Chợ Tết như thế này nè anh chị, rất là khó khăn luôn. Từ hồi năm giờ đến vài năm trước thì lúc nào cũng đông các khu vực như thế này. Vào những ngày mà gần Tết thì người ta sẽ mua đồ rất là nhiều luôn anh chị, nhiều mặt hàng để về sang sửa, rồi về sửa chữa, rồi về xây dựng điện nước, hay về bất cứ tất tật mà về trang trí trong các quán ăn, quán cà phê hay quán nước. Bây giờ thì cắt giảm rất là nhiều luôn anh chị thấy những quán cà phê đâu có xài những cái đèn chùm treo treo như này nữa đâu. Tại vì quán cà phê bây giờ cắt giảm rất là nhiều luôn. Dù quán nước, những công ty, nhân phòng bây giờ cũng dẹp bớt luôn. Rất nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa ở trên Sài Gòn. Hiện nay một số tình hình anh chị vẫn thấy là mua bán kinh doanh của bà con rất là vắng đây. Những tình hình như thế này nè, khó khăn rất là nhiều luôn. Và đây là những tòa nhà cho thuê nè anh chị, đang có chiều hướng là cho thuê nguyên căn dán băng gòn như thế này, lớn như thế này đây. Năm lầu như thế này anh chị, anh chị thấy một cái diện tích rất là lớn luôn, một cái tòa nhà rất là bự như thế này, bề dài cũng là 20 mấy mét có anh chị, mướn rất là gọi là cao giá. Bên đây thì sang quán luôn nè, anh chị thấy là cà phê mà để chữ sang quán như thế này, dán hai cái mảng nhỏ và để sang quán đây. Tình hình bà con mình hiện nay thì sang quán rồi đóng cửa dẹp tiệm vào những ngày cuối năm như thế này rất là nhiều. Bên ở phần đây thì cà phê Căn Gốc thì anh chị cũng thấy là vẫn có một số khách hàng ngồi cũng ngồi uống nước ngửi hương hương thế này. Hiện nay thì mọi tình hình của bà con không có gọi là một sức chút nào mà để khởi sắc mà dễ trong kinh doanh. Trên tuyến đường quận nhất thì đường Ký Con, rồi đường Vách Xiên, rồi đường Nguyễn Thái Bình, đường Cao Mét, chuyên về bán các loại mà phụ tùng sửa xe hay là những máy tàu, rồi những nội thất gia đình, kim khí điện máy, đánh bạc che phủ, rất là nhiều những quán ăn, quán thực phẩm luôn anh chị, công ty luôn. Nhưng mà hiện nay thì khó khăn có chiều hướng mà dạng như kinh tế mình đang có chiều hướng là suy thoái toàn cầu thì mình bị ảnh hưởng một phần nào. Một phần thì nhiều hộ gia đình thì kinh doanh, hộ gia đình mua bán thì cũng nói là tình hình chung thôi con ơi. Thì vấn đề là tình hình chung, là người ta tự ăn ngủi như thế nào, tình hình chung mua bán không bị khó khăn. Nhưng mà cũng mong qua cái nguyên đáng này bà con mình bình ổn mà mua bán kinh doanh, cho có gọi là một cái kinh doanh bình ổn để san sẻ với bà con. Cũng mong được gọi là bà con đều có công ăn việc làm ổn định hơn. Các anh chị vẫn thấy nè, những mặt ngoài đây buôn bán nè trầm lặng như thế này, khu vực chợ Tết mà như thế này nè anh chị, chuông ra bán đồ, những đồ mặt hàng mà sang sửa rồi nội thất gia đình, kinh phí điện máy đây, bên đây để cũng cho thuê mặt bằng luôn, rồi anh chị vẫn thấy nè, cho thuê mặt bằng nguyên căn. Kế bên thì chị thấy là nói về là bia và nước ngọt đây, những cơ sở mà hãng bia và nước ngọt thì cũng thấy rồi, năm nay thì chết ngắt luôn. Những cái đứng của ga bây giờ cũng khó khăn. Bia thì bây giờ nói về đồng độ cồn thì bây giờ giảm hẳn chất lượng, mà vẫn như là người mà uống bia, những dân nhậu bây giờ giảm hơn 50%. Thị trường hiện nay thì về bia rượu thì rất là hạn chế nhiều. Bên đây là cũng một quán này chị thấy, quán nhà hàng bia bọt đây, bây giờ để cho thuê nhà quân căn, người ta buôn bán không được đã đóng cửa luôn anh chị. Bây giờ nhậu thì anh chị cũng thấy là tình hình bây giờ nó khó khăn rồi, chân nhậu bây giờ cũng chán ngẫm về mà ăn nhậu luôn, có nhiều người cai bia luôn anh chị. Bây giờ để nhà bán luôn chị ha, buôn bán không được rồi cho thuê không xong thì có để nhà bán luôn, nó khó khăn đến mức độ mà bán nhà luôn anh chị, liên tục ở trên các tuyến đường quận nhất như thế này. Rồi những cái mặt hàng kinh doanh điện nước nè, chị thấy nè, khách hàng không thấy, nhân viên không thấy, chỉ có thấy chủ bán thôi, cắt giảm nhân viên rất là nhiều luôn anh chị, không còn nhân viên đi gọi là đi chào mời đi buôn bán luôn. Đây mặt bằng Căn Gốc nè,
anh chị vẫn thấy căn góc mua bán như thế này, trên đường Chí Con, Giao Lộ với là đường Nguyễn Công Trứ. Như vậy mà sao kinh doanh sao mà có cái Tết trọn vẹn được cho gia đình được anh chị? Anh chị vẫn thấy nè. Mặt tiền căn gốc và mặt tiền kinh doanh nhất sinh lợi nhuận, bây giờ mặt tiền căn gốc mà giờ già queo nè, bấm điện thoại như vậy nè anh chị. Anh chị thấy qua những cái bấm điện thoại của các chủ nhà và cũng có kinh doanh như vậy, thấy cũng xót xa anh chị ha. Mướn mặt bằng bao nhiêu tiền đổ ra, đổ tiền của ra để buôn bán mà không có được khách hàng, đang có sự gồng lỗ rất là nhiều luôn. Trên đây này để cho thuê nhà, đóng cửa là cho thuê mặt bằng rất là nhiều trên các tuyến đường này luôn. Đang chị vẫn thấy đây nè, hàng loạt như thế này, dán que thế này nè. Những ngày cận Tết đi kinh doanh mua bán mà để thay đổi nhà cửa mình đẹp mới hơn, bây giờ không có lượng tiền mà để sửa chữa ở nhà luôn anh chị. Kinh doanh nó gọi là xuống rất nhiều, bà con cũng không có tiền, đang cạn kiệt tiền của luôn. Thì giờ đến đây thì Đại Lộ Đông Tây em cũng đã cập nhật một số tình hình về khu vực quận nhất, các khu chợ dân sinh và các khu chợ cơ khí và đồ vật chất xây dựng. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn.